Để luôn lấy giá quay ấy giờ tôi thút mẹ kèo hay bắt đầu thút tí. Sai đi tôi kèo mà cái giữ là cái gì? Để giữ là lún. Bắt là nên bảo bảo cái gì lên thức bạn này hơi thế này lên thì sao là cứ nét in quá nhỉ thấy thì cứ lên đúng không lấy dữ lê tao nhẹ nhẹ thôi anh em quá con bé này chắc bắp luôn rồi lùi xe đi, lùi xe đâu, quay chốt, giật đi lùi xe đi. Lại thì bóp được, lại thì lùi nó coi hơi nửa người thắng nên người ta tuột. Tôi phải đi. Thôi chuẩn bị tơi hứa chứ. Người phải lưu ý cho tôi mới cứ cùng mắc rồi được thôi. Tại vì thức bánh đây chứ. Ê, đủ mày lưu tơi là nên tốt nó. Nên là cặp lắm. Hay lùi xe tao biết. Lùi xe rồi. Lùi xe đi. Xe bánh vô được, mặc lại vô được. Tơi biết tơi rồi, chúc rồi. Mặc cặp phao đi nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cọt xe hả? Lâu lần ngon cọt xe. Đủ mặt cô. Nó chạy đi luôn đơn này nè. Oh, lá xe. Oh, nghe xe ra không?
Ờ, chưa cú đặt lại tờ nữa.